Đây là một căn nhà dòng tiền đang thi công, đến giai đoạn hoàn thiện gần như cuối cùng rồi các bạn ạ. Mình cập nhật một số các cái đơn giá cho các bạn biết để các bạn khi xây nhà các bạn nắm được giá, tránh bị hớ nhé. Đối với trần thạch cao này thì với khung xương vĩnh tường bao gồm cả nhân công và nhân công sơn bả, phần sơn và phần bả tính riêng cho chủ nhà thì đang giao dịch anh em thợ ở đây đang làm khoảng 201 một mét vuông với khung xương tấm trần của vĩnh tường. Còn đối với khung xương của tấm trần Calu và khung xương Hà Nội thì giá 170.000 một mét vuông bao gồm cả vật liệu và nhân công nắp trần phần và bao gồm cả phần sơn bả nữa, nhưng mà sơn bả thì chủ nhà cung cấp. Ở đây thì anh ở đây là cũng làm phần sơn, thì ví dụ như phần sơn ở đây họ tách ra, một là làm phần sơn riêng phần nhân công, thì ở trong nhà này thì phần nhân công là tính một lớp nót hai lớp phủ, nhân công là 12.000 một mét vuông, ở ngoài nhà là 15 đến 16.000 mét vuông tùy địa hình phần nhân công. Còn lại là nếu mà cả bao gồm cả vật liệu thì 40.000 một mét vuông. Sơn ở đây thì dùng hãng sơn nội địa thôi, thì mình cũng không tiện nêu tên sơn ở đây, nhưng mà hãng sơn gọi là sơn phổ thông đấy là 40.000 bao gồm cả phần sơn, bao gồm một nót và hai phủ, với cái phần mặt bên ngoài phải sơn loại sơn chống thấm thì là 60.000 một mét vuông, bao gồm cả nhân công và vật liệu. Khi có bả ấy, bao gồm sơn và bả, nếu mà sơn cả bả bây giờ là phần nhân công cả sơn và bả bên trong là bao nhiêu tiền? Cả sơn cả bả. Vâng. Cả sơn cả bả rơi vào 65.000. 65.000 bao gồm cả vật liệu rồi nhỉ anh? Nếu 65.000 cả vật liệu thì an Z, nhưng mà nếu mà chỉ nhân công không và sơn bả thì thế nào anh? Nhân công về nhân công sơn bả không là 28.000 mét. 28.000 một mét vuông. Sơn là có 12.000 đấy, bả đắt thế hả anh? Bả nó chi phí nó tăng lên nhiều thế ạ? Bả hai lớp và còn giáp còn xả. Bả hai lớp và giáp với xả. Thế thì tăng lên khoảng là 16.000 tiền bả kìa. Nếu có cái giá thế nó có hợp lý không? Cứ bị làm nhiều thì là 25.000. Làm nhiều thì 25.000. Đó là nhà trọ. À. Cho làm đấy đấy, nhà trọ. Đấy là làm cho những nhà dòng tiền thôi. Còn nếu mà làm nhà dân thì làm kỹ và cẩn thận hơn thì là khoảng 28.000. Đấy thì mình cập nhật một số các cái đơn giá về thi công để anh em nắm được nhé.